Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng về toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Các em có thể để lại yêu cầu bài giảng phía dưới nhận xét của video clip này. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 119 luyện tập. Câu số 1, đọc các số đo sao. 5 mét khối, 2010 mét khối. Giờ ở đây mình làm câu A trước. 5M số 3 thì mình đọc là 5 mét khối. 2010 cm3 thì mình đọc là 2010 cm khối. Mình viết chữ ra nha. Và 2005 dm3 thì mình đọc là 2005 dm khối. 10,125 m3 thì mình đọc là 10,125 mét khối. Mình viết chữ ra. Và 0,109 cm khối. 0,015 dm khối. Và 1/4 mét khối. 95/1000 dm khối. Giờ mình qua tiếp câu B. Câu B thì người ta cho mình cách đọc. Mình viết hành số ra. Như giờ người ta cho là 1952 cm khối thì mình viết hình như vậy. 2015 m khối và 3/8 dm khối và 0,919 m khối. Giờ chúng ta qua câu số 2. Ghi D có nghĩa là đúng, ghi S có nghĩa là sai. 0,25 mét khối là câu A. 0,25 mét khối. Giờ cách đọc này là đúng, mình viết chữ chữ D vô. Và 0,250 mét khối có nghĩa nếu mình khiêm số 0 đây thành là 0,250 mét khối vẫn đúng. Khiêm số 0 về sau thì được. Rồi, câu C, 25% mét khối cũng đúng. Nếu mình lấy 25 chia cho 100 thì cũng ra là 0,25 mét khối. Như vậy câu này vẫn đúng. Rồi, 25 phần nghìn mét khối là sai. Nếu 25 phần nghìn có nghĩa là 0,025. Như vậy câu này là câu câu sai, mình điền chữ chữ S. Giờ mình qua tiếp câu 3. So sánh các số sau đây. Số này và số này. Số này và số này. Số này và số này. Giờ lời giải của mình sẽ là mình thấy là bên đây là 913,232.413 mét khối. Còn bên đây là 913.232.413 cm khối. Mình nhớ là đổi từ mét khối qua cm khối là nhân cho 1 triệu. Nên mình lấy số này nhân cho 1 triệu thì ra số này. Nên là hai số này sẽ bằng nhau. Giờ mình qua tiếp câu B. Người ta yêu cầu so sánh số này và số này. Như vậy đây là 12.345. Rồi 12.345 mà chia 1.000 thì chính thì sẽ bằng là 12,345. Và đơn vị mét khối vẫn y nguyên.
Giờ tiếp theo là so sánh số này và số này. Như vậy mình thấy là mình có là cái số bên đây 8.372.361 mà chia 100 thì mình sẽ được là 83.723,61. Rồi, mét khối đơn vị không đổi nha. Giờ sau đó mình sẽ đổi từ mét khối qua decimét khối. Thì mình sẽ lấy cái số này nhân cho 1.000. Như vậy số này mà nhân cho 1.000 thì sẽ được là 83.723.610 và decimét khối. Như vậy cái số này là ứng với 83 triệu. Số bên đây chỉ là 8 triệu 3. Như vậy có nghĩa là cái số này sẽ lớn hơn số này. Vậy mình kết luận là 8 triệu 372.361 phần trăm mét khối sẽ lớn hơn 8 triệu 372.361 decimét khối. Giờ video clip bài giảng đến đây là kết thúc. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem video clip bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.